vị, khi mất trộm, ít khi trong đầu chúng ta nghĩ ngay đến việc kẻ trộm là những người thân quen của mình. Nhưng đôi khi điều ít khi nghĩ đến ấy lại là sự thật đau lòng. Phút cảnh báo hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị một câu chuyện thực tế vừa xảy ra tại Cà Mau. Một số lượng vàng nữ trang khá lớn lại được một đôi vợ chồng cất giữ tại nhà. Và kẻ trộm chính là người bạn đã theo dõi rất lâu ngày mới quyết định ra tay. Vừa ra khỏi nhà được khoảng 30 phút, anh Nguyễn Văn Thiện ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau tá hỏa khi quay về nhà và phát hiện két sắt đã bị phá tung. 15 lượng vàng 24 carat cùng số nữ trang vàng 18 cùng hơn 15 lượng đã biến mất, cùng số tiền mặt hơn 12 triệu đồng. Lần theo dấu vết, không bao lâu anh Thiện đã phát hiện Trần Văn Sĩ, người bạn cùng xóm đang nấp sau xào quần áo và có biểu hiện nghi vấn, liền trình báo cho công an. Và kết quả anh Thiện đã không thể ngờ về người bạn. Biết nhưng mà biết nhiều ít thôi, tại vì trước giờ anh em chơi chung mà đi sống chung nhỏ lắm mà. Trộm tài sản của bạn bè là điều đáng lên án, nhưng qua câu chuyện lần này, điều làm nhiều người bức bách là tại sao với số nữ trang lên đến hơn 30 cây vàng lại được anh Thiện cất giữ tại nhà. Đó là điều quá nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang vừa bắt tạm giam Huỳnh Văn Tài, 43 tuổi và Lê Văn Cảnh, 59 tuổi. Hai đối tượng đã gây ra vụ trộm cắp hơn 3 tấn gạch chì dùng để chắn tia phóng xạ tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Xạ trị thuộc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, gây thiệt hại lên đến 7 tỷ đồng. Cảnh và Tài được công ty bảo vệ Đại Long Phi phân công đến làm bảo vệ và giám sát các kiện hàng công trình đang xây dựng Bệnh viện Ung bướu Kiên Giang. Tại đây, Cảnh đã hơn 30 lần lấy trộm với tổng số lượng gần 3.300 kg chì, rồi đưa cho Tài đi bán phế liệu, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Điều đáng nói là chì chắn tia phóng xạ được nhập khẩu với giá hơn 2 triệu đồng 1 kg, nhưng hai đối tượng này lấy trộm đem bán phế liệu chỉ với giá mỗi ký 30.000 đồng. Liên quan tới bài quá nguy hiểm khi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại mà Toàn Cảnh 24 giờ phát sóng, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng cho biết đã yêu cầu các bên liên quan xử lý nghiêm. Theo ông Trung, hành vi vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại rất nguy hiểm, còn hút thuốc sẽ gây ảnh hưởng tới sức khỏe của hành khách. Trung tâm luôn tuyên truyền nhắc nhở và ra chỉ thị yêu cầu các tài xế, hợp tác xã, công ty vận tải không được vi phạm. Hiện trung tâm đã yêu cầu các hợp tác xã, công ty vận tải kiểm tra chấn chỉnh ngay thực trạng trên và xử lý hai tài xế của xe buýt số 70 mang biển kiểm soát 53N4221 và xe buýt số 628 mang biển kiểm soát 53S1309 thường xuyên vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại, lại còn hút thuốc trên xe như báo chí phản ánh.